Thưa quý vị, vào chiều tối ngày hôm qua ngày 12 tháng 2, trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm và khảo sát thực tế tại khu công nghiệp Đông Mai, thị xã Quảng Yên, thăm một số dự án có mức đầu tư lớn trong khu công nghiệp. Khu công nghiệp Đông Mai nằm trên quốc lộ 18 thuộc thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh, có diện tích 160 ha, được phát triển bởi Tổng công ty Viglasara. Với hệ thống giao thông thuận lợi, gần các cảng biển lớn, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, khu công nghiệp Đông Mai đang là điểm đến của nhiều nhà đầu tư, nhất là thu hút các nhà đầu tư nước ngoài lớn đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp sạch, công nghệ cao. Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đánh giá đây là khu công nghiệp mẫu mực của tỉnh, với tỷ lệ lấp đầy cao nhất, môi trường được bảo đảm tốt nhất. Thủ tướng đã thăm khảo sát dự án của công ty trách nhiệm hữu hạn Bumjin Electronics Vina thuộc tập đoàn Bumjin Hàn Quốc, là nhà cung cấp cấp 1 của tập đoàn điện tử Samsung. Dự án S Việt Nam sản xuất màn hình tinh thể lỏng công nghệ cao của công ty trách nhiệm hữu hạn Competition Team Technology, là công ty con thuộc tập đoàn Foxconn. Thủ tướng Chính phủ cũng thăm khảo sát dự án khu nhà ở công nhân trong khu công nghiệp này do Tổng công ty Viglasara làm chủ đầu tư. Mỗi căn hộ có diện tích từ 26 đến 67 m2, được bố trí từ 1 đến 3 phòng ngủ, giá bán trung bình từ 7 triệu đồng 1 m2, giá trị một căn hộ từ 185 đến 476 triệu đồng. Đây là mức giá phù hợp với thu nhập của công nhân lao động. Đánh giá cao mô hình này, Thủ tướng yêu cầu các bên liên quan làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng căn hộ có diện tích phù hợp, giá cả phải chăng, bảo đảm thông thoáng với hạ tầng đồng bộ về điện, nước, y tế, giáo dục, các tiện ích xã hội, cây xanh, đa dạng hóa các hình thức mua, thuê, rút kinh nghiệm từ thực tế để đóng góp ý kiến sửa đổi luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, nhằm triển khai ngày càng nhiều các dự án nhà ở công nhân, nhà cho người thu nhập thấp. Ân cần thăm hỏi đời sống, công việc của các công nhân trong các nhà máy, Thủ tướng mong muốn các công nhân luôn tuân thủ pháp luật, quy định, cố gắng làm tốt công việc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, không ngừng nâng cao tay nghề, trình độ và cố gắng tiết kiệm để có thể mua nhà trong dự án đang được xây dựng, an cư, lạc nghiệp. Sáng nay ngày 13 tháng 2, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 20, xem xét và cho ý kiến về 13 nội dung trong thời gian dự kiến từ ngày 13 tới ngày 15 tháng 2. Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, phiên họp sẽ cho ý kiến về việc tiếp thu chỉnh lý một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của ba dự án luật, gồm Luật Phòng thủ dân sự, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi và Luật Giao dịch điện tử sửa đổi. Luật Phòng thủ dân sự, cơ sở chính trị rất là quan trọng, đó là nghị quyết của Bộ Chính trị về vấn đề phòng thủ dân sự. Và cái yêu cầu cấp bách của nước ta trong cái việc là phòng chống thiên tai rồi địch họa. Đối với dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Luật Giao dịch điện tử, cái yêu cầu mới đối với hai lĩnh vực này cũng đặt ra rất là cấp bách. Và ba cái dự án luật này thì các ông chí cho ý kiến là có nhất thiết phải xin thêm ý kiến của đại biểu Quốc hội chuyên trách trước khi chúng ta tiến hành kỳ họp không? Và những cái vấn đề nếu như chúng ta xin thêm ý kiến đại biểu Quốc hội chuyên trách thì tập trung vào những vấn đề lớn nào. Tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua dự thảo pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước, đồng thời xem xét cho ý kiến ba dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nhấn mạnh đây là vấn đề rất mới và khó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu cho ý kiến về tính cấp bách và các nội dung cơ bản lớn của nghị định này để Chính phủ có cơ sở tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, ban hành theo thẩm quyền. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét quyết định thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của các tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Cạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc, đồng thời xem xét việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đợt 2, xem xét báo cáo tổng kết kỳ họp bất thường lần 2 và lần thứ 3 Quốc hội khóa 15, báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12 năm 2022 và tháng 1 năm 2023, xem xét phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngay sau phiên khai mạc,
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua dự thảo pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước. Những năm qua, các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này có xu hướng gia tăng và mang tính đặc thù, nhưng đến nay còn thiếu các quy định về chế tài cụ thể để có thể bảo đảm thi hành cũng như là xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm. Dự thảo pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước chia thành 7 nhóm hành vi vi phạm cụ thể: hành vi vi phạm các quy định về gửi báo cáo định kỳ, hành vi vi phạm quy định về cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện việc kiểm toán, hành vi vi phạm quy định về trả lời và giải trình liên quan đến nội dung kiểm toán, hành vi không ký biên bản kiểm toán, không chấp hành quyết định kiểm toán, hành vi mua chuộc, hối lộ thành viên đoàn kiểm toán, cản trở công việc của kiểm toán nhà nước, hành vi che giấu hành vi vi phạm pháp luật về tài chính công, tài sản công, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kiểm toán, kết quả kiểm toán, hành vi vi phạm quy định về thực hiện kết luận kiến nghị kiểm toán của kiểm toán nhà nước. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước, cá nhân tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt hành chính, bao gồm phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 50 triệu đồng, đối với tổ chức là 100 triệu đồng. Nhiều ý kiến thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần thiết ban hành pháp lệnh này. Tuy nhiên, các kiến nghị đề nghị Kiểm toán Nhà nước và Ủy ban Pháp luật làm rõ phạm vi quy định về xử phạt của pháp lệnh, đồng thời cơ quan soạn thảo cần làm rõ tính khả thi của các quy định về hình thức xử phạt, mức xử phạt, bảo đảm sự cân đối công bằng về quyền và trách nhiệm về người đi kiểm toán và đơn vị được kiểm toán. Việc xử phạt vi phạm hành chính phải dựa trên cơ sở của pháp luật và quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ủy ban Thường vụ đã biểu quyết thông qua về nguyên tắc dự thảo pháp lệnh và giao các cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn chỉnh trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành pháp lệnh. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 73 phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Quy hoạch này đặt mục tiêu phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đa dạng về loại hình, phân bố hợp lý về cơ cấu ngành nghề, cơ cấu trình độ, cơ cấu vùng miền, chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, phân tầng chất lượng, đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề, nhất là nhân lực có kỹ năng nghề cao cho phát triển đất nước trong từng giai đoạn. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 có 1.800 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm 400 trường cao đẳng, 400 trường trung cấp, 1.000 trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Trong đó có 3 trường thực hiện chức năng trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao, 6 trường thực hiện chức năng trung tâm vùng đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao. Đến năm 2030, có 1.700 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm 380 trường cao đẳng, 390 trường trung cấp, 930 trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Trong đó có 6 trường thực hiện chức năng trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao, 12 trường thực hiện chức năng trung tâm vùng đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao. Đến năm 2030, có 90 trường chất lượng cao, trong đó 60 trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN 4, và 6 trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20. Thưa quý vị, theo thông tin từ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ C07 Bộ Công an, vào 18 giờ và 20 giờ ngày hôm qua, ngày 12 tháng 2 theo giờ Thổ Nhĩ Kỳ, tức là 22 giờ và 24 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam, lực lượng cảnh sát cứu nạn cứu hộ của Việt Nam và Pakistan đã tìm và đưa được thêm 2 nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát tại thành phố Adiyaman của Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, đại diện Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cho biết, ngay trong ngày đầu tiên thực hiện cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, tức là ngày 11 tháng 2, thì đội cứu hộ cứu nạn của Bộ Công an Việt Nam đã phát hiện và phối hợp với lực lượng quốc tế giải cứu một nạn nhân 14 tuổi trong đống đổ nát. Thưa quý vị khán giả, sau 2 ngày triển khai gấp rút công tác chuẩn bị thì vào tối ngày hôm qua ngày 12 tháng 2 tại sân bay quốc tế Nội Bài, 76 quân nhân của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chính thức lên đường, bắt đầu cho hành trình hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa do động đất gây ra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Handun Teknesi, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam đã trực tiếp tới sân bay để động viên đoàn công tác. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị liên quan, đặc biệt là 76 đồng chí cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng cứu hộ của quân đội đã xác định tốt nhiệm vụ, khẩn trương thu xếp công việc gia đình để lên đường thực hiện nhiệm vụ. Trước giờ phút lên đường thực hiện nhiệm vụ, thay mặt cho Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng,
xin chúc tất cả các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống dân tộc Việt Nam anh hùng, quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phát huy truyền thống phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đoàn kết, an toàn. Chúc các đồng chí thành công. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng đại diện chỉ huy các cơ quan đơn vị liên quan đã tiễn 76 thành viên của đoàn công tác lên máy bay. Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương đã dặn dò, giao nhiệm vụ cho các sĩ quan, chiến sĩ trong đoàn công tác. Dự kiến máy bay sẽ đáp xuống sân bay Istanbul vào sáng nay. Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hỗ trợ đoàn công tác nối chuyến bay nội địa tới Adana. Tại đây, đoàn công tác của Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc với các tổ chức cơ quan liên quan cũng như chính quyền địa phương để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình. Thưa quý vị, những khó khăn và thách thức đang ở phía trước, nhưng quan trọng hơn hết, cán bộ chiến sĩ đoàn cứu hộ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế và một hành trang vững vàng trước khi lên đường vì sứ mệnh nhân đạo quốc tế cao cả. Và càng ý nghĩa hơn, vào đêm ngày hôm qua tại sân bay Nội Bài, trước giờ lên đường thì họ còn nhận được thêm một hành trang quý giá nữa, đó chính là sự ủng hộ hết lòng của hậu phương, của gia đình. Trước giờ xuất phát, gia đình của nhiều đồng chí trong đoàn công tác của quân đội tham gia cứu trợ tại Thổ Nhĩ Kỳ đã có mặt tại sân bay Nội Bài từ sớm để tiễn các anh lên đường thực hiện nhiệm vụ. Mong làm sao mà cũng như là bộ giáo cũng như toàn thể các đồng chí lên đường làm nhiệm vụ làm sao mà sang gọi là chân cứng đá mềm đấy, rồi cố gắng giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ để giúp đỡ nước bạn một cách xuất sắc nhất, rồi an toàn trở về nhà. Vâng, em thấy thôi, hai mẹ con nhà cứ yên tâm thôi. Bố ra đi cố gắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để bố về với mẹ con. Mong bố sang đấy là hoàn thành nhiệm vụ về an toàn. Rất mong là con trai mình cũng như các đồng đội của con sẽ khỏe mạnh, có thêm sức mạnh để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Mọi người luôn là hậu phương vững chắc, cho nên bản thân mình cũng luôn luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Mặc dù biết là môi trường khó khăn, gian khổ, với điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nhưng bản thân cũng đã từng một lần tham gia bệnh viện dã chiến 2.2 đi Sudan rồi. Nên bây giờ chỉ với một lòng là quyết tâm hỗ trợ cứu giúp nước bạn, sẵn sàng, không có đắn đo gì. Chỉ ít giờ trước khi lên máy bay, Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Kiều Đức Toàn đã kịp theo dõi những lời nhắn gửi của gia đình và người vợ sắp cưới qua sóng truyền hình. Sau khi được xem phóng sự do anh chị Quốc phòng Việt Nam quay tại gia đình nhà em, bản thân em bây giờ cảm thấy rất là tự tin, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ quân đội giao phó. Em có một hậu phương vững chắc, chỉ còn ít giờ bay nữa thì em rất muốn là sang bên kia Thổ Nhĩ Kỳ để giúp đỡ những người dân đang gặp nạn bên đấy. Dù làm nhiệm vụ ở xa Tổ quốc, nhưng tin rằng mỗi một đồng chí trong đoàn công tác đều biết rằng hậu phương và Tổ quốc lúc nào cũng ở bên các anh, động viên các anh thêm vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh. Trong phần tin tiếp theo, xăng dầu có thể đồng loạt giảm giá. Miền Bắc chuyển mưa rét từ đêm nay. Thưa quý vị, theo lãnh đạo một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, thì trong kỳ điều hành, giá xăng có thể giảm về dưới 23.000 đồng một lít và giá dầu về dưới 21.000 đồng một lít nếu nhà điều hành không sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Ngày 11 tháng 2 là ngày điều chỉnh giá xăng dầu nhưng rơi vào thứ Bảy, có nghĩa là ngày nghỉ, nên là theo quy định được chuyển sang ngày thứ Hai, ngày 13 tháng 2. Theo các doanh nghiệp, nếu cơ quan điều hành không sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu, giá xăng có khả năng giảm từ 280 đến 370 đồng một lít, giá dầu thì có thể giảm từ 860 đến 1.360 đồng một lít. Trong trường hợp cơ quan điều hành trích quỹ bình ổn, giá xăng dầu có thể sẽ giảm ít hơn hoặc là giữ nguyên. Từ đầu năm đến nay thì giá xăng có 3 lần tăng và một lần giữ nguyên giá. Trong tuần qua thì số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cũng cho thấy là giá gạo các loại ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tăng khá tốt.
giá lúa thường tại ruộng cao nhất là 6.550 đồng 1 kg, giá bình quân là 6.421 đồng 1 kg, tăng 79 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá lúa thường tại kho lại giảm trung bình 25 đồng 1 kg, mở mức 7.525 đồng 1 kg, giá cao nhất là 8.050 đồng 1 kg. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, tính đến cuối tháng 1, cả nước đã gieo cấy được 1,93 triệu hectare lúa đông xuân. Về xuất khẩu, giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức 455-460 USD một tấn trong ngày 9 tháng 2 vừa qua. Dữ liệu hải quan cho thấy xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 1 năm 2023 đã giảm 17,3% so với tháng trước, xuống còn 359.000 tấn. Hiện nguồn cung vẫn ở mức thấp do vụ thu hoạch đông xuân vẫn chưa vào chính vụ cho đến tháng sau. Sau hơn một tháng mở hoàn toàn các cửa khẩu biên giới tại Lào Cai, hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu diễn ra sôi động, hàng hóa chuyển đến đâu thì thông quan đến đó. Trung bình mỗi ngày tại cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai có từ 1.500 đến 2.000 lượt người làm thủ tục xuất nhập cảnh. Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu như biên phòng, hải quan, kiểm dịch y tế đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cư dân hai nước được làm thủ tục nhanh chóng. Sau hơn một tháng khôi phục hoàn toàn hoạt động, cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã đón hơn 70.000 lượt người làm thủ tục xuất nhập cảnh qua biên giới. Chúng tôi đã tổ chức tốt lực lượng để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực cửa khẩu, cũng như là chúng tôi đã tổ chức phân luồng, điều tiết, xếp hàng, đảm bảo sự thông thoáng và giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh nhanh nhất cho hành khách tham gia xuất cảnh tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Bên cạnh đó, chúng tôi phối hợp tốt với cả lực lượng kiểm dịch y tế tại cửa khẩu để tuyên truyền, giải thích cho hành khách tham gia xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai hiểu về thông điệp phòng chống dịch trong thời kỳ mới, thông điệp 2K. Cùng với đó, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Kim Thành, cửa khẩu ga đường sắt Lào Cai cũng diễn ra sôi động. Từ ngày 8 tháng 1 đến nay, tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu đạt hơn 80 triệu đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt hơn 55 triệu đô la Mỹ. Hàng hóa lên đến đâu, xuất đến đó, không bị ứ động. Hiện tỉnh Lào Cai đang tích cực làm việc với các cơ quan chức năng phía Trung Quốc để tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại, nâng cao hơn nữa năng lực xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu trong thời gian tới. Sau Tết Nguyên đán, tình trạng người lao động nghỉ việc là vấn đề khiến cho nhiều doanh nghiệp lo lắng. Đây là câu chuyện không phải mới. Do vậy, để có thể giữ chân được người lao động, thì các doanh nghiệp đã chủ động lên phương án từ sớm để có thể bảo đảm được hoạt động sản xuất. Và sau đây là ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng. Để giữ chân người lao động, hầu hết các công ty doanh nghiệp lựa chọn giải pháp tăng cường hỗ trợ, chăm lo đời sống sức khỏe, tinh thần và vật chất, bảo đảm đơn hàng, thu nhập ổn định cho người lao động. Ngay từ trước Tết là bên công ty cũng đã tính dự tính là cái số lượng nghỉ việc là lên tới 30%, bởi vì là cái số lượng mà nhân viên ở xa và họ có công việc khác. Tuy nhiên là sau khi mà trở lại làm việc thì tỷ lệ hiện tại là chỉ có giảm xuống là bây giờ là chỉ còn có khoảng là 10-12%. Thống kê của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng cho biết, sau Tết Nguyên đán, dù sản xuất kinh doanh vẫn còn không ít khó khăn, nhưng hoạt động sản xuất trong các khu công nghiệp đã dần ổn định, với trên 96% công nhân quay trở lại. Đây chính là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất ngay từ đầu năm. Trong cái bối cảnh thế giới có nhiều biến động hiện nay thì trước mắt thì đơn hàng vẫn đầy đủ, nhưng mà chúng tôi dự báo là 6 tháng cuối năm thì tình hình có thể là đơn hàng có giảm bớt. Tuy nhiên là chúng tôi sẽ cố gắng để mà đảm bảo cái việc làm. Hiện nay cái việc cắt giảm giờ làm và cái cắt giảm lao động thì cơ bản đã cái hiện tượng này cũng đã ít lại. Các cái đơn doanh nghiệp mà may mặc mà gặp cái khó khăn cuối năm thì hiện nay thì cũng cơ bản đã có một số cái đơn hàng để tới hết quý 2 của 2023 thì cũng có vẫn còn một số cái doanh nghiệp như doanh nghiệp thủy sản vẫn đang còn gặp khó khăn là vì chưa có nguồn nguyên liệu và đặc biệt là chưa có cái đơn hàng mới thì họ chỉ mới đi làm được 50% để cái duy trì cái sản xuất. Bên cạnh chính sách chung của mỗi công ty, công đoàn cơ sở các đơn vị cũng có nhiều giải pháp như mở siêu thị hàng giảm giá, hỗ trợ công nhân, khen thưởng đột xuất các công nhân có thành tích để tăng sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp, góp phần giảm tỷ lệ công nhân nghỉ việc, chuyển việc sau Tết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận khối không khí lạnh từ phương Bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống. Và dự báo từ chiều tối và đêm nay ngày 13 tháng 2, khối không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc và sau đó là Bắc Trung Bộ, nền nhiệt giảm từ 7 đến 8 độ, trời chuyển mưa rét.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm ngày 13 tháng 2 và ngày 14 tháng 2, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14 đến 17 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 16 đến 19 độ. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều tối và đêm nay ngày 13 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Dự báo đợt rét này có thể kéo dài đến hết tuần ở các tỉnh miền Bắc. Từ đầu tuần tới nền nhiệt tăng dần, trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm. Trạm Cảnh sát Giao thông huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết. Khoảng 18 giờ ngày 12 tháng 2, Trương Thanh Tuấn điều khiển ô tô tải theo hướng Quảng Nam Kon Tum. Khi tới km 1431+127 đường Hồ Chí Minh thuộc thôn Đắc Nớ, xã Đắc Pek, huyện Đắc Le thì xảy ra va chạm với một xe ô tô con do Nguyễn Văn Tánh điều khiển theo hướng ngược lại và trên xe thì có chở theo 3 người. Hậu quả vụ tai nạn khiến cho anh Nguyễn Văn Tánh, 42 tuổi và con trai Nguyễn Minh Tuyên Sinh, 18 tuổi tử vong tại chỗ. Chị vợ Nguyễn Thị Thanh Kiều và con trai Nguyễn Hoàng Minh Phúc thì bị thương nhẹ, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đắc Le. Hai xe ô tô đã bị hư hỏng nặng. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Truyền thông Trung Đông mới đây đã đưa tin khoảng 20 chiến binh thuộc tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đang bị giam giữ tại thành phố Rajo của Syria đã trốn thoát sau khi cơ sở này bị hư hại do động đất xảy ra vào hôm ngày 6 tháng 2. Thông tin làm dấy lên lo ngại rằng thảm họa động đất có thể trở thành cơ hội để trỗi dậy cho các nhóm khủng bố. Theo giới chức an ninh Syria, nhà tù giam tại thành phố Rajo của nước này chỉ cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 5 km, đang giam giữ 2.000 tù nhân, trong đó có 1.300 phần tử IS. Nguồn tin từ truyền thông Trung Đông cho biết, sau trận động đất, nhà tù Rajo bị hư hại và các tù nhân bắt đầu nổi loạn, rồi giành kiểm soát một phần nhà tù. Khoảng 20 tù nhân đã trốn thoát, những đối tượng này là chiến binh của IS. Tất cả các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang được huy động để khắc phục hậu quả của thảm họa động đất nên có khả năng lơ là công tác bảo đảm an ninh, tạo cơ hội cho những tù nhân này trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Quan chức Syria đánh giá cuộc khủng hoảng nhân đạo đang tạo ra khoảng trống về an ninh đối với khu vực biên giới kéo dài 500 km và đây là cơ hội để các tổ chức khủng bố cực đoan như IS trỗi dậy, tập hợp lực lượng. Tính đến hết ngày 12 tháng 2, số người tử vong trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất thảm khốc vào hôm 6 tháng 2 đã lên tới ít nhất 34.179 người. Quân đội Mỹ vừa bắn hạ một vật thể bay không xác định trên hồ Huron vào chiều ngày 12 tháng 2 theo giờ địa phương ở gần biên giới Canada. Vụ việc này thì đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp một vật thể không xác định bị bắn hạ trên không phận Bắc Mỹ. Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin từ một quan chức và một nguồn tin từ Quốc hội Mỹ cho hay, Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh cho các máy bay chiến đấu của nước này bắn hạ một vật thể bí ẩn, thời điểm vật thể xuất hiện ở gần hồ Huron. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh máy bay chiến đấu của Mỹ vào ngày 4 tháng 2 vừa qua đã bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc bay qua không phận Mỹ ở khu vực ngoài khơi Carolina trên Đại Tây Dương. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là khí cầu được sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học, chủ yếu là nghiên cứu khí tượng. Định hình các chính phủ tương lai là chủ đề chính của Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới năm 2023. Diễn đàn thường niên tại Dubai này sẽ diễn ra trong 2 ngày, 13 và ngày 14 tháng 2, với sự tham gia của 20 tổng thống. Ngày 12 tháng 2, Tổng thống Ai Cập, ông Abdel Fattah El-Sisi đã đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới 2023 với tư cách khách mời danh dự. Do một nhóm chuyên gia lập vào năm 2013, Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới được tổ chức thường niên tại Dubai như một diễn đàn cho các quan chức chính phủ và các nhà lãnh đạo tư tưởng. Hội nghị năm nay sẽ chứng kiến sự tham gia của 20 tổng thống, trong đó có Tổng thống Senegal, đồng thời là Chủ tịch Liên minh châu Phi Macky Sall, Tổng thống Paraguay Mario Abdo Benitez và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, hơn 250 bộ trưởng, hơn 10.000 quan chức chính phủ, các nhà lãnh đạo tư tưởng và chuyên gia toàn cầu trên khắp thế giới, cùng đại diện của hơn 80 tổ chức quốc tế và khu vực sẽ tham gia sự kiện lần này. Sau 3 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19, hoạt động du lịch quốc tế của Trung Quốc đã khởi động trở lại. Và những đợt du khách đầu tiên từ Trung Quốc đã đặt chân đến các nước như là Thái Lan, Campuchia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, tạo động lực thúc đẩy ngành công nghiệp không khói của thế giới phục hồi.
Tại diễn đàn du lịch ASEAN năm nay, các nước ASEAN mong chờ sự trở lại của du khách Trung Quốc. Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia Sandiaga Uno nhận định, sau khi Trung Quốc khởi động lại du lịch nước ngoài, ngành du lịch ASEAN sẽ phục hồi mạnh mẽ. Tổ chức Du lịch Thế giới dự đoán rằng lượng khách du lịch quốc tế vào năm 2023 có thể đạt từ 80 đến 95% so với mức trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Từ ngày 6 tháng 2, các công ty lữ hành và các nhà cung cấp dịch vụ du lịch trực tuyến tại Trung Quốc đã cấp phép cho các đoàn du lịch tới 20 nước, và nhờ đó các dịch vụ đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn cũng nhanh chóng vận hành cỗ máy. Sự phục hồi có trật tự và nhanh chóng của các nhóm du lịch nước ngoài ở Trung Quốc cho thấy sức sống và tiềm năng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Điều này được dự báo sẽ giúp hồi sinh thị trường du lịch toàn cầu và thúc đẩy chi tiêu tại các điểm du lịch, cũng như triển vọng tăng trưởng kinh tế nói chung. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.